Những đám khói dày đặc bao phủ đường chân trời của Gaza ngày 10 tháng 10 khi Israel tiếp tục oanh tạc vùng đất ven biển này sau cuộc tấn công lớn nhất của Hamas trong nhiều năm. Video cho thấy phi đạn phóng từ Gaza đã bị hệ thống máy vòm sắt của Israel đánh chặn và có thể nghe thấy âm thanh của các vụ nổ lớn từ xa. Hamas bắn rocket vào Israel hôm 10 tháng 10 sau khi cảnh báo người dân thành phố cảng Ashkelon phía nam phải sơ tán. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas Abu Abaida đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực này trước 5 giờ chiều mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Israel trong ngày đã tấn công dải Gaza bằng các cuộc không kích dữ dội nhất trong cuộc xung đột kéo dài 75 năm với người Palestine, san bằng toàn bộ các quận thành cát bụi bất chấp lời đe dọa từ các chiến binh Hamas sẽ hành quyết một tù nhân cho mỗi ngôi nhà bị tấn công. Bên kia bức tường rào bao quanh dải đất, binh lính Israel đang thu thập những người chết cuối cùng, 4 ngày sau khi các tay súng Hamas nã đạn khắp các thị trấn trong cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Israel. Một tàu đánh cá bốc cháy ở vùng biển Gaza. Khói đen dày đặc bốc lên trong khi con tàu gặp nạn đang neo đậu tại cảng và phi đạn tiếp tục rơi xuống vùng nước xung quanh nó. Cư dân Palestine ở Gaza nói với Reuters rằng hàng nghìn vụ nổ lớn đã thắp sáng những con hẻm đông đúc của họ vào ban đêm và mịt mù trong khói đạn vào ban ngày kể từ cuộc tấn công chết người của Hamas và Israel hôm 7 tháng 10, cuộc tấn công tồi tệ nhất mà họ từng phải gánh chịu. Các thi thể nằm chất đống trong các nhà xác ở Gaza hôm 10 tháng 10 và đống đổ nát âm ỉ từ các khu nhà bị phá hủy, bóp nghẹt những con đường hẹp khi cuộc tấn công của Israel tiếp diễn. Trong khi chính quyền Israel tiếp tục phát hiện thi thể của các gia đình bị chiến binh Hamas sát hại, họ đã tấn công Gaza và thực hiện lệnh phong tỏa chặt chẽ hơn đối với vùng đất chật hẹp, đông đúc của người Palestine, cắt điện, nước, thực phẩm và nhiên liệu. Các cuộc tấn công vào Gaza đã giết chết hơn 770 người, làm bị thương thêm 4.000 người và khiến 187.000 người phải tìm nơi trú ẩn trong các trường học của Liên Hợp Quốc. Khu vực này chỉ dài 40 km và rộng 10 km, là nơi sinh sống của 2,3 triệu người. Các kênh truyền hình Israel cho biết số người chết trong vụ tấn công của Hamas đã lên tới 900 người Israel, với ít nhất 2.600 người bị thương và hàng chục người bị bắt làm con tin. Một đoạn video do Tổ chức Nhân quyền cho Sinai công bố hôm 10 tháng 10 cho thấy những chiếc xe tải được cho là chở hàng viện trợ từ Ai Cập phải di chuyển ngược trở lại biên giới phía Ai Cập do không thể vượt qua phía bên kia vì các cuộc không kích của Israel. Các quan chức Gaza và các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết Ai Cập đang tiến hành ngăn chặn một cuộc di cư ồ ạt từ dải Gaza và bán đảo Sinai. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết cuộc tấn công của Israel và Gaza đã gây ra báo động ở Ai Cập. Nước này kêu gọi Israel cung cấp lối đi an toàn cho thường dân từ vùng đất của người Palestine, thay vì khuyến khích họ chạy trốn về phía Tây Nam với Sinai. Các nguồn tin cho biết, Ai Cập sẽ không cho phép bất kỳ cuộc di cư ồ ạt nào của người Palestine vào Sinai và coi bất kỳ động thái nào nhằm thúc đẩy người Palestine di cư về phía Nam là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Ai Cập. Rafah là điểm vượt biên duy nhất có thể vào Sinai của 2,3 triệu cư dân Gaza. Phần còn lại của dải đất được bao quanh bởi Israel và biển. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10 tháng 10 cho biết ông và các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Anh nhất trí rằng Israel có quyền tự vệ và đang hợp tác với nhiều cường quốc trong khu vực nhằm ngăn chặn leo thang hơn nữa. Nói chuyện với các phóng viên sau một cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo hôm 9 tháng 10, ông Scholz cho biết, xin trích, chúng tôi cùng đứng về phía Israel, hết trích. Ông Scholz phát biểu tại Hamburg trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng chúng tôi cũng nhất trí rằng Israel có quyền tự vệ trước những cuộc tấn công vô nhân đạo này và đồng thời dĩ nhiên phải tránh leo thang hơn nữa trong khu vực. Tổng thống Pháp nói việc Iran dung túng cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel là không thể chấp nhận được và Pháp đang xem xét để xác định xem liệu Iran có liên quan trực tiếp hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10 tháng 10 loan báo ông có tin vui về nguồn cung cấp pháo binh và phòng không sau cuộc hội đàm với Tổng thống Romania Klaus Iohannis tại Bucharest, nhưng không đưa ra chi tiết. Ông Zelensky kêu gọi nên làm mọi thứ để ngăn chặn Nga biến một phần Biển Đen hoặc khu vực sông Danube thành nơi mà mô tả là vùng biển chết. Nga đã rút khỏi thỏa thuận đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen và tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube. Ông Zelensky cũng đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine, nhắc lại rằng ông tin việc kích động chiến tranh ở Trung Đông là có lợi cho Nga.
Tôi tin rằng Nga là một trong những bên đã giúp đỡ và đứng đằng sau những bước đi tương ứng này. Nga ngày 10 tháng 10 nói phát biểu của Tổng thống Ukraine là không có cơ sở trên thực tế. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói cuộc xung đột đã có từ lâu, có nguồn gốc rất sâu xa, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã liên hệ với cả Israel và người Palestine. Nga có mối quan hệ lịch sử lâu đời với người Palestine và có nhiều điểm chung với Israel, bao gồm cả việc nhiều người Israel từng là công dân Nga, ông Peskov nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ông nói thêm Moscow dự định tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và đóng vai trò tìm kiếm hòa bình giữa Israel và người Palestine. Israel hôm 10 tháng 10 tấn công Gaza bằng cuộc không kích ác liệt nhất trong lịch sử 75 năm xung đột với người Palestine, đáp trả làn sóng tấn công chết người của Hamas từ cuối tuần. Ít nhất 29 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng ở Myanmar trong một cuộc tấn công bằng pháo binh vào một trại tị nạn gần biên giới với Trung Quốc mà các nguồn tin cho biết là do quân đội cầm quyền thực hiện. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất đối với dân thường kể từ khi quân đội nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021, gây ra xung đột với phong trào kháng chiến và các nhóm dân tộc vũ trang trên khắp đất nước Myanmar. Chính phủ đoàn kết quốc gia và tòa đại sứ Anh tại Yangon quy trách nhiệm cho quân đội Myanmar về vụ pháo kích diễn ra gần nửa đêm ngày 9 tháng 10 tại bang Kachin. Phát ngôn viên của chính phủ quân nhân Myanmar cho biết quân đội không có trách nhiệm trong vụ này. Lai Gia nằm sát biên giới Trung Quốc và là nơi nhiều thường dân sống trong các trại tạm trú trong và xung quanh thị trấn. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1 triệu người đã phải di rời do xung đột ở Myanmar. Đoạn video được Reuters kiểm chứng và chia sẻ cho thấy người dân ở Lai Gia chuẩn bị chôn cất hàng chục nạn nhân trong các quan tài đặt cạnh hàng mộ mới đào.